một mâm cơm phổ biến trong các gia đình, công sở của người Việt Nam. Đủ các món, mặn, nhạt, canh. Và ở giữa mâm cơm, bao giờ cũng là các gia vị chấm, gồm nước mắm, bột canh, xì dầu, tương ớt. Và rõ ràng, món nào cũng có muối. Món mặn đương nhiên nhiều muối, canh phải có gia vị. Đến món nhạt, hoa quả tráng miệng cũng phải chấm thêm muối mới hợp khẩu vị. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, mỗi thìa cà phê bột canh tương đương 5g muối là lượng muối tối đa cho một người một ngày. Chúng ta có thể định lượng muối trong thực đơn này như sau. Đĩa thịt rang nêm 1/2 thìa cà phê bột canh 2,5g muối. Đĩa khoai tây xào 2,5g muối. Đĩa tôm rang 2,5g muối. Đĩa giò 2g muối cộng 10g muối từ nước mắm cộng 10g muối từ xì dầu. Bát canh 2,5g muối. Tổng cộng 32g muối trên 5 người ăn. Trung bình với một bữa cơm như thế này, mỗi người đã ăn hơn 6g muối, cao hơn lượng muối được phép dùng cho cả ngày. Đó là chưa kể một bữa sáng và một bữa tối nữa, khiến lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt luôn là 10g, gấp đôi mức tối đa cho phép. Mô hình bệnh tật chính là bức tranh phản chiếu về thói quen ăn uống cũng như lối sống của người Việt Nam. Ở nước ta, 30% số người tử vong là bệnh nhân tim mạch, huyết áp. Nghĩa là cứ 3 người chết thì có 1 người chết vì bệnh tim mạch. 5 người trưởng thành lại có 1 người bị tăng huyết áp. Muối là thủ phạm chính gây nên bệnh tim mạch và tăng huyết áp. Trong khi đó, bộ lạc da đỏ Nam Mỹ hầu như không ăn muối và chất béo no, ăn nhiều rau quả và hoạt động thể lực rất nhiều. Mặc dù cuộc sống rất nhiều stress, nhưng huyết áp của họ ổn định, không gia tăng theo độ tuổi và đặc biệt không có bệnh tim mạch. Hiện nay cái cơ chế vì sao mà muối nó gây ra tăng huyết áp thì cũng có nhiều những cái cơ chế khác nhau. Nhưng mà có những cái cơ chế là do ăn muối vào thì nó tích nước, gây ra tăng cái lưu lượng tuần hoàn, cái khối lượng máu tăng lên. Và cũng có cái giả thuyết đưa ra rằng cái natri nó tác động vào cái thành mạch, làm co cái thành mạch lại. Cho nên là nó có nhiều cơ chế khác nhau gây ra cái tăng huyết áp. Một nghiên cứu khác của Bộ Y tế cho thấy có tới 90% dân số ăn muối nhiều hơn so với khuyến cáo. Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định ăn nhiều muối là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, bệnh tim mạch và các bệnh không lây nhiễm khác. Vì thế, để giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao sức khỏe, người dân cần giảm một nửa lượng muối ăn vào hàng ngày. Thực ra cái nhu cầu muối trong cơ thể con người chỉ cần 1-2g thôi. Mà trong thực phẩm tự nhiên đã có muối rồi. Do vậy nếu mà chúng ta có giáo dục tuyên truyền người dân giảm muối cũng không sợ người ta thiếu muối. Thì cái mà chúng tôi đưa ra, cái thông điệp chúng tôi đưa ra ở đây là giảm nửa muối để phòng chống tăng huyết áp và tai biến mạch máu não. Để giảm được một nửa lượng muối ăn hàng ngày, nghĩa là 5g muối, mỗi người cần biết lượng muối trong các món ăn. Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã chỉ ra lượng muối trong một số món ăn như sau. Một bát phở 5g muối. Một gói mì ăn liền 4g muối. Giò xào 2,5g muối. Cá kho 2g muối. Một đĩa cơm rang 5g muối. Một thìa cà phê bột canh 5g muối. Một thìa ăn cơm bột canh 15g muối. Khác với các nước phát triển, phần lớn lượng muối được đưa vào thực phẩm chế biến sẵn, ăn uống ở nhà hàng. Còn tại Việt Nam, đa số muối đưa vào cơ thể qua nấu nướng, chế biến. Vậy nên các bạn cần tuyên truyền giáo dục người dân giảm nửa lượng muối. Muối không phải chất gây nghiện, nhưng với mỗi người, việc ăn nhạt là rất khó khăn, vì đó là khẩu vị. Không ít người bệnh tim mạch, huyết áp, dù đã được khuyến cáo giảm muối, nhưng vẫn không thể ăn nhạt hơn. Và nguy cơ bị tai biến hay những cơn nhồi máu cơ tim là khó tránh khỏi.
chúng tôi cũng gặp rất là nhiều bệnh nhân là người cao tuổi, và các bệnh nhân người cao tuổi thì các bạn biết rằng là cái tỷ lệ mà tăng huyết áp cũng như là các cái bệnh lý về tim mạch như là suy tim hay đột quỵ vân vân thì rất là cao. Thì khi mà bệnh nhân nằm viện thì bao giờ chúng tôi cũng có cái phần mà hướng dẫn dinh dưỡng cho bệnh nhân, cũng như là khi xuất viện thì qua kinh nghiệm khi mà tiếp xúc bệnh nhân thì chúng tôi thấy là đúng là cái thói quen ăn mặn thì nó rất là phổ biến ở người Việt Nam. Và chúng tôi thấy là để mà có thể hướng dẫn cho bệnh nhân để được ăn cái chế độ ăn mà không ăn mặn như vậy thì thực sự là nó vẫn phải cần thời gian. Và cái thứ hai nữa là phụ thuộc rất nhiều vào cái khả năng mà chăm sóc của gia đình, của cái người nấu ăn. Các chuyên gia khẳng định trong thực phẩm tự nhiên đã có lượng muối đủ cho nhu cầu cơ thể. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, thay vì nêm 1 thìa bột canh, người nội trợ nêm 2/3 thìa, rồi 1/2 thìa và giảm dần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.